Chào các bạn, hôm nay chúng mình cùng thưởng thức bộ phim hài vui nhộn sản xuất năm 2001, Yêu Nhầm Gái Béo nhé. Câu chuyện kể về Han, một anh chàng trung bình về mọi mặt từ hình thức, tính tình cho đến công việc, cuộc sống, nhưng anh lại có cái nhìn rất cao về người bạn đời tương lai của mình, đặc biệt là về mặt hình thức, dù thiếu chút, hụt chút cũng không được. Con à, nhất định sau này phải hốt một con quái vật ba đầu thật quyến rũ xinh đẹp. Thân hình phải chuẩn như hoa hậu hoặc chí ít phải ngực cong mông mảy. Nếu không thì có chết ta cũng không nhắm mắt. Đó là lời chăn chúi cuối cùng cha già đã để lại cho anh trước lúc ra đi. Lớn lên, quyết tâm thực hiện ước mơ cháy bỏng của cha mình cho bằng được. Dù tài nguyên có hạn, tối nào anh cũng lê la tại các quán bar, quầy pub để tìm cho được quái vật ba đầu mượn lò nướng khoai. Mòn mặt ở các tụ điểm ăn chơi, nhưng mãi mà anh béo vẫn chưa tán đổ được cô nào. Ông bà ta từng phán nhất cự ly nhì tốc độ, anh bày binh bố trận đưa em hàng xóm cực ngon cơm vào chồng. Bước 1 tiếp cận em hàng, bước 2 mời rượu, bước 3 gạ tình. Thế nhưng anh đã thua từ vòng giữ xe, vì cô nàng siêu cấp éo hiểu nổi anh béo tuổi gì, mà dám tự tin gạ kèo cô ấy hẹn hò cùng anh. Thậm chí cô nàng còn yêu cầu anh chuyển nhà đi nơi khác sống. Tình duyên đã đen như cái mùi nhùi chùi nồi thì thôi chớ, đến cả cái sự nghiệp nó cũng đuối như con cá chuối. Chức vụ mà bấy lâu anh béo theo đuổi bị gã em vợ giám đốc công ty nẫng tay trên ngay, trước mũi làm anh càng thêm khốn đốn. Anh béo chỉ đành ngậm ngùi đi xuống căn tin làm vài chai cho đỡ thốn, thì va phải bậc thầy thôi miên. Vừa mở mồm chào hỏi vài câu xã giao thì thang máy gặp sự cố. Thế là hai anh bị nhột chung một chỗ. Anh béo nhân cơ hội tâm sự về số nhọ của cuộc đời anh với ông thầy. Sau khi nghe xong, ông thầy thôi miên quyết định giúp Han cải thiện tầm nhìn của anh về cuộc sống. Sau một vài động tác khó hiểu của ông thầy, cửa thang máy mở ra, anh béo rời đi với một vẻ mặt hoang mang tột độ. Đang bắt taxi thì anh bắt chọn một cô em xinh hơn hoa hậu. Anh béo ga lăng nhường xe cho tóc vàng xinh đẹp. Biết anh cùng đường, cô gợi ý mời anh đi cùng xe với mình. Trên xe, anh không ngừng khen ngợi body siêu cấp của cô gái trước ánh mắt khó hiểu của bác tài. Chia tay hai người còn vô cùng lưu luyến. Cơ hội ngàn năm chỉ đến một lần, chàng béo mạnh dạn chạy tới xin số điện thoại của tóc vàng. Kể từ hôm đó, ngôi sao đào hoa rơi trúng đầu anh. Đi đến đâu anh cũng được quái vật ba đầu đeo bám. Các cô nàng xinh đẹp với thân hình bốc lửa cứ đến với anh không ngớt. Han cứ thế say sưa, ngây ngất trong vũ điệu hoang dã với các cô em xinh tươi. Anh bạn thân khủng hoảng chỉ biết đứng từ xa nhìn bạn mình đang nhảy điên cuồng cùng với những cái lò hư hỏng nặng ngàn cân. Quái, thằng bạn nối khố đập đá quá liều hay đổi gu mặn vậy cả. Thì ra, anh béo đã bị thôi miên. Gái càng xấu càng mập đến mắt anh là cứ như thầy ông đậu nhìn thấy cô trơn ngọc tiên. Chân cứ gọi là dài tới nách. Người đẹp trong mắt anh là như thế này đây. Nhưng anh không hề nhận ra điều đó. Anh tiến tới và tuyên bố cô nàng đã chọn nhầm size đồ lót. Cái gì mà XXXXL. Thứ đó chỉ để voi mang. Tức giận tột độ, cô nàng xinh đẹp trước mắt chửi như tát nước vào mặt anh rồi vội vã bỏ đi. Dù không hiểu vì sao người đẹp nổi cáu, nhưng anh biết rằng khi người đẹp tức giận, không cần biết lý do, cứ xin lỗi là mọi việc sẽ ok con dê hết. Anh béo dẫn người đẹp đến một nhà hàng mời cô ăn cơm. Được biết cô nàng đang làm tình nguyện viên cho bệnh viện. Anh ấy rung động rồi. Người đối diện vừa xinh đẹp mà tâm hồn lại còn lương thiện. Đây chẳng phải người tình trong mộng của mình hay sao? Khi hai người đang trò chuyện vui vẻ thì ghế của người đẹp gãy đôi. Anh mau chóng đỡ cô dậy. Khi cả hai mang đồ ra ngoài, thì gặp hai gã trai trẻ đi ngược chiều chế giễu chị đẹp ăn như heo táp cám. Anh béo quay lại dạy cho bọn chúng một bài học và không quên tuyên bố rằng cả cuộc đời chúng mày đừng mong đi ăn được với một cô gái tuyệt đẹp như vậy. Hai thanh niên chỉ biết ngoác mồm éo hiểu ra làm sao và như thế nào mà anh béo lại có đủ tự tin mà nói như thế. Anh béo sau đó hỏi cách thức liên lạc với người đẹp và tình cờ cha của cô ấy lại chính là sếp của anh. Vì thế quan hệ của bọn họ càng trở nên thân thiết. Tóc vàng mới chàng béo đến nơi cô làm tình nguyện chơi. Sự hài hước của anh khiến trẻ con ở đó mê tít. Buổi tối, cho rằng cơ hội đã đến, anh mời nàng đến nhà chơi. Mà chơi gì thì hà không biết. Tóc vàng lập tức từ chối. Cô không tin vào thành ý của Han. Đừng đùa nữa, tôi về đây. Lời yêu chưa kịp tỏ bày đã bị người đẹp phủi sạch. Anh béo bị đả kích trầm trọng. Hôm sau, người đẹp tìm đến chỗ anh để xin lỗi. Nhìn thấy người đẹp e thẹn trước mặt, anh béo không kìm lòng được mà tiến tới hôn cô. Hai người đến tiệm trà sữa tình tự gọi ly siêu to khổng lồ. Trên đời còn gì hạnh phúc hơn thế này sao? Anh chàng vừa quay đầu, hey, cho tôi gọi món. Thì tóc vàng làm nhẹ một hơi hết nhãn ly trà. Choáng. Hai người cùng nhau đi chèo thuyền nhưng đến lượt Han thì thành ra thế này. Anh chàng không hề nhận ra điều gì kỳ lạ mà còn cảm thấy cực vui vẻ. Anh đang chìm con bà đắm trong men say tình ái. Sau đó bọn họ rủ nhau đi bơi. Han thực hiện pha nhảy cầu đẳng cấp lấy con bà le với người đẹp. Nhưng dầu còn xanh lắm chẳng là gì so với người đẹp.
quyết cho thiên hạ một phen trầm trồ. Nàng phi thân xuống hồ tạo nên một cột nước khổng lồ dập tắt luôn tất cả lò nướng bên cạnh. Sau một thời gian tìm hiểu, Tóc Vàng quyết định đưa chàng về ra mắt phụ huynh. Không xa lạ gì với Han, ông nhận ra người đang theo đuổi con gái mình là nhân viên công ty. Ăn tối xong, bố vợ tương lai giữ Han lại. Ông nói rằng không ai có thể yêu một con khủng long ngoại cỡ như con gái ông. Vì vậy Han tiếp cận con ông chỉ vì muốn được thăng chức mà thôi. Ông sẽ cho anh toại nguyện nếu anh đồng ý rời xa cô ấy. Han đáp trả rằng tiền thì anh cần thật, nhưng nếu vì tiền và quyền lực mà đánh mất người con gái hoàn mỹ như thiên thần này thì anh không bao giờ làm. Ngài chủ tịch quá ngạc nhiên trước lời nói chân thật của Han, ông chẳng những đồng ý cho Han quen con gái ông. Ông còn thăng chức cho anh lên làm trợ lý riêng của mình. Tối đó, hai anh chị cùng nhau thực hành môn sinh học. Nhưng cái quần chip này có gì đó sai sai. Mà thôi kệ, cứ đút lò nướng khoai trước rồi tính sau. Hôm sau, hai anh chị lưu luyến khi tạm biệt nhau. Cô nàng hàng xóm chứng kiến một cảnh tượng điên rồ hết mức. Trước giờ cô luôn nghĩ anh hàng xóm là người nông cạn, sống bên cạnh chỉ biết mỗi cặp nhũ của cô, chứ chưa bao giờ thấy được nét đẹp bên trong con người mình. Vì cái lò hư hỏng lâu ngày, cô rón rén qua nhà mượn nhờ củ khoai lang nướng thử nhưng anh lập tức chối từ. Cậu bạn thân của Han thật sự không hiểu nổi, vì sao bạn mình lại đổi gu mặn đến vậy? Gì mà trợ lý, có cho làm tổng tài anh cũng không dám bê con voi 100kg đó, lên giường chứ nói gì là yêu đương. Biết Han gặp bậc thầy thôi miên xong thì trở nên kỳ lạ như vậy. Cậu bạn tìm đến gã thầy để nhờ thầy cứu giúp cho bạn mình. Thừa nhận mình đã thôi miên Han, bởi vì anh béo là một người chỉ coi trọng vẻ bề ngoài, nên mãi chẳng tìm được tình yêu đích thực. Anh làm như vậy để Han có thể nhìn thấu được nét đẹp tâm hồn của người khác. Và bây giờ cũng đã đến lúc để hóa giải thôi miên cho Han. Lúc này, cô nàng sát ghế đang ngồi ăn tối tại nhà hàng với bạn trai thì ghế lại gãy. Cô phơi cả hàng họ ra ngoài. Quá tức giận, Han đi tìm lễ tân để phàn nàn về chất lượng của bàn ghế trong nhà hàng. Vừa hay, anh nhận được một cuộc điện thoại của cậu bạn thông báo rằng anh đã được hóa giải thôi miên. Chưa kịp hiểu vấn đề gì, thì cô lễ tân xinh đẹp sao lại biến thành anh chàng cơ bắp trong bộ đồ phụ nữ thế kia. Cố tỏ ra mình ổn anh nên trở lại bàn. Nhưng trước mắt anh là một thảm kịch. Người đang ngồi ở vị trí bạn gái mình sao trông lại béo tốt như thế? Anh hỏi lại lễ tân, có phải cô đã đổi bạn gái tôi qua chỗ khác rồi không? Không hề nhé. Đó chính là bạn gái của anh. Anh lấy lại bình tĩnh tiến lại chỗ cô nàng. Đang lúc quan trọng, anh bạn từ đâu lao tới bịt miệng kéo anh rời khỏi nhà hàng. Sau khi biết được sự thật, anh béo không nói nên lời. Anh bắt đầu né tránh Tóc Vàng mỗi khi cô đến tìm anh. Những ngày tiếp theo là những khoảng trống trong lòng. Cho đến hôm, cô nàng hàng xóm mời anh đi ăn tối và tỏ tình với Han. Tóc Vàng cũng tình cờ đến nhà hàng đó, và chứng kiến Han đang tay trong tay với một cô gái xinh đẹp khác. Cô vô cùng buồn bã bỏ đi. Tóc Vàng nặng ký không hề hay biết rằng, Han đã từ chối em hàng xóm ngon cơm chỉ vì lúc này đã nhận ra tình yêu đích thực mà anh dành cho cô. Anh đến gặp chủ tịch để hỏi tung tích của người yêu, thì biết tin cô sắp ra nước ngoài làm tình nguyện và thực tế, cũng sắp kết hôn cùng người khác. Anh biết mình đã làm tổn thương cô ấy đến nhường nào, nhưng chẳng biết làm gì để sửa đổi sai lầm. Đúng lúc này cậu bạn thân xuất hiện nói mọi chuyện là do mình gây ra, nên muốn chịu trách nhiệm. Anh thông báo rằng Tóc Vàng đang tổ chức một buổi tiệc chia tay tại nhà, đây sẽ là cơ hội cuối cùng của Han. Khi hai người gặp nhau, cô nàng muốn đuổi anh đi, Han thú nhận rằng cuộc đời anh chưa từng yêu ai ngoài nàng. Anh đã khiến trái tim nàng tổn thương, nhưng chỉ cần nàng đồng ý anh sẽ dùng cả đời để bù đắp. Cả hai ôm chầm nhau trong niềm vui hạnh phúc. Cả hai đã tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Tình yêu là thứ mà chúng ta luôn luôn tìm kiếm trong suốt cuộc đời của mình. Có những người may mắn tìm được tình yêu đích thực ngay trong lần đầu tiên, và có những người trải qua nhiều mối tình mới có thể đến với nhau. Nếu bạn yêu thương ai thật lòng thì hãy bỏ ngoài tai những lời chê bai nói xấu. Vì điều bạn cần là mưu cầu hạnh phúc cho chính mình. Tuy nhiên, cũng phải thật tỉnh táo xem xét người yêu có thật hợp với mình, hay không để chành phải hối tiếc về sau nhé. Cuối cùng chúc cả nhà sống vui vẻ hạnh phúc bên người mình yêu tới cuối đời. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.